kênh Chợ Đầu Mối mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá xe cát Hòa Lộc nha quý vị. Thì hôm nay là ngày 23 quý vị, bây giờ là 11 giờ trưa nha quý vị. Bây giờ 11 giờ trưa 23 ngày đêm táo quý vị. Thì video này hôm nay là khách hàng của mình yêu cầu mình ra đây hỏi kêu mình lựa mua xe cát Hòa Lộc quý vị. Thì hàng cao lãnh quý vị. Thì ở đây thì chung quanh chợ này thì nhiều lắm, nhiều chỗ bán lắm nha quý vị. Ở đây là đầu chợ nè, bên kia là cái ông bảo vệ bên đó, ngay cái đầu này nè, anh chị này là bán là mình có mua ở đây cho khách hàng mình rồi quý vị. Mấy lần rồi thì cái xài á, mà cái quần xấu nhất á là để anh bán 25.000, còn nhưng mà mình lựa nè, mình lựa cái loại này nè là anh bán loại VIP á, là nếu lựa nha, lựa sát tay luôn á là 50.000 đồng ký nha quý vị, nhưng mà phải mua 50 ký á nha quý vị. Hàng VIP á là mình lựa cái trái mà nó nằm ở dạng mà 600-700 gram á thì hàng đẹp nha quý vị. Đó, hàng đẹp nhìn nè, nhưng mà là 50.000 ký hàng VIP á là mình phải mua 50 ký nha quý vị, còn dưới 50 ký là không có giá đó, quá VIP luôn quý vị. Trên màn hình video của mình đó thì có số điện thoại thì các bạn cứ đặt hàng cứ gọi trực tiếp nha quý vị. Cát Hòa Lộc Cao Lãnh. Cát Hòa Lộc này là cát Hòa Lộc Cao Lãnh, đúng Cao Lãnh luôn nha quý vị, nè nó có cát luôn nè. Còn ở trong kia là loại đó nó rẻ hơn nha quý vị. Thì tại vì khách hàng của mình nó hỏi cái giá VIP nhất là mình mua được tại chỗ này là 50.000 lựa nha quý vị, lựa sát tay, lựa theo ý mình, lựa từ trái đó, nhưng mà có cái là phải mua 50 ký. Đây nè quý vị, quá trời luôn nè. Còn cái này là cái hàng này là hàng này, ví dụ mình mua một thùng như vậy nè thì từ trên xuống dưới là mình phải lấy nguyên một cây như vậy nè, là cái giá nó là cũng 45.000 nha quý vị, là nguyên một cây á. Đó, cái trái này nè, riêng cái trái này nè là cân thử cho các bạn xem luôn nè. À, 750 gram á, 750 gram á. Hai trái là hai trái bỏ lên ký lô tư. Đó, con bỏ đại lên đó quý vị, chứ không có lựa. Còn mấy cái anh ở ngoài đây nè. Đó, còn bự hơn nữa, lớn hơn nữa đó. Ở lựa thì nó chung quy đó là xài cát Hòa Lộc á, mà lựa kiểu đó đó. Xài cát Hòa Lộc đang rẻ lắm nha quý vị, đang lúc này mà không ăn xài cát Hòa Lộc nữa, chờ nó lên nữa là mắc được lắm. Xài cát Hòa Lộc mà bây giờ mà nếu mà nói mà ha, 40-50 ngàn ở ra ngay ngày 23 Tết mà như vậy là quá rẻ. Thì nếu mà anh chị em mà mua thì cái này chắc là chừng qua Tết không được, sợ nó chín đó quý vị. Nhưng mà ha, ngày 25 mà chắc nó lên, ngày 25 mà chắc nó lên, nó biến động dữ á. Nhưng mà ngày 23 thì giá nó còn vậy nha quý vị. Nếu mà video này về mình công chiếu liền quý vị, nếu mà anh chị em mà mua hả thì tranh thủ nha quý vị. Qua cái ngày 25 là thôi nó lên, đừng nói nổi luôn. Cái này không biết của ai, đây của chị luôn hả? Bán cầu nè chị. Mà bán cầu của chị hả? Giá nhiêu hả? 45.000. Rồi tôi quay video để tôi bán hàng cho. 45.000 ký quý vị. Đây là mảng cầu Na Thái quý vị. 45.000 ký. Ở đây chị này chị bán chanh dây nữa nè.
sẵn cái video này mình làm liên quan luôn. Cái này là nhiêu ký chị? Đó là 15.000. 15.000 ký chanh dây nè, nó còn bông còn hoa luôn, mới tinh luôn cái gì. 15.000 ký. Rồi qua đây có cam sành Vĩnh Long luôn nè. Quá trời, ngay cái đống xài này mình lại mình được sướng cái tay luôn nha quý vị. Mua đây là anh này anh dễ lắm. Là nếu mà các bạn có đi tới đây á là ngay cái đầu chợ luôn. Nhìn vô cái chữ mà chữ Vịnh 236 á là ngay cái góc luôn, là ngay đây là mình đang đứng ngay chỗ đó đó. Ở ngoài đường mình nhìn vô á là ngay cái góc luôn. Ảnh đứng ngay chỗ này là cái ảnh là mặt tiền á. Ngay chốc mặt tiền luôn. Là chỗ này nè. Thì nếu mà con không có mua hàng của mình á, thì cứ gọi lại trực tiếp là mình đang đứng đây quý vị, ngay góc. Quá trời đống xài nó đẹp luôn nha quý vị. Quá sức. Thì bên đây anh có cam sành Vĩnh Long nè quý vị. Cái loại này cam bi nha quý vị, 11.000 nè. Cam nước, cam bi, cam nước á, còn đây bi lớn là cũng là cam nước nè, là 13.000. À, nhãn 25.000 đó là nhãn Thái hả ta? À, nhãn Thái. Nhãn Thái bên đó là 25.000 quý vị. Quên nữa. Đó lựa. Rồi rồi để tới giùm đây. Rồi bỏ đó đi. Mình chia sẻ xong là năm mươi lăm ngàn nè quý vị, đây là nhãn Thái nè. Nhãn Thái nha quý vị, sướng tay luôn. Thì ở đây nè cát nè, này mấy cái trái này nó lên cát luôn nè. Ồ cát luôn. Có cái tiếc có một cái là bây giờ này để qua Tết rồi nó chín, tới Tết chừng Tết không kịp. Trời ơi cái này quá đã luôn nha quý vị. Cát nè, này là đúng cát cao lãnh luôn nha quý vị. Trái nó đẹp, nhưng mà có cái là mình họ cho mình lựa theo ý của mình. Thành ra mình lựa sát ta, mình lựa từ trái mà. Thì cái trái này mình lựa không bao giờ mà cái trái nào mà nó yếu 450 gram mà mình lấy đâu. Cứng 450 gram tới nửa ký đâu, bao lựa mà. Quá rẻ luôn, quá đẹp. Thì xung quanh nào quý vị, xung quanh chợ. Thì ở trong đây thấy người ta cũng bán 35, 45, bán đủ loại giá hết nha quý vị. Đủ loại giá hết. Đó thì đáp ứng được cái mong mỏi của bà con á, của mình nó muốn cập nhật cái giá thực tế tại chợ. Mình làm video này á, mình gửi đến cho quý khách hàng, quý khán giả, quý bà con ở các tỉnh miền Tây của mình á. Là trực tiếp cái giá tại chợ mà mình hỏi rồi mình thông tin mình chia sẻ nha quý vị. Mình cái video mình là mục đích vậy, cập nhật rồi gửi đến quý khách hàng, quý khán giả rồi cứ mua hàng ủng hộ bên mình á. Cứ gọi trực tiếp trên màn hình video là mình ship đến nơi luôn nha quý vị. Phí dịch vụ là 3.000 đồng một ký trong nội thành thành phố nha quý vị. Đó là nhân cái dịp khách hàng của mình đòi mua. Đây có người mua mình mới ra mình quay video được nha quý vị. Quý vị bên kia họ bán 25.000 luôn quý vị. Xe cát ra Hòa Lộc trên cái loại gió nhỏ xíu à. Thì mình mới quay video được chứ mà mình không có mua hàng mình đâu có quay video được quý vị. Rồi video của mình đến đây kết thúc quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.